Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ok, hôm nay thì lời đầu tiên sorry tất cả mọi người, đấy là Kẹo ra video nó khá là muộn. Tầm này thì đã chắc là hơn 19 giờ tối rồi, đúng không nào mọi người? Rồi nha, ok, lời đầu tiên thì Kẹo xin chúc anh em, gọi là anh em xem video vui vẻ. Và đừng quên là các bạn thể hiện cái sự yêu quý mình bằng cách là bạn nào mà chưa đăng ký kênh thì anh em nhanh tay đăng ký kênh nhá. Cũng như là các bạn nhấn nút like, rồi là anh em chia sẻ cái video giúp mình. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì trong video này ngày hôm nay đây, thì Kẹo sẽ leo rank bằng cái bộ trang phục lô nhẹ. Và đây, hiện tại thì Kẹo đang sở hữu combo súng đấy là AK. Với lại thì chúng ta có thêm một cây nữa là MP40 nha mọi người. MP40 là skin cơ khí luôn nên là rất là mạnh nhá. Ok anh em. Và đây, được rồi, chuẩn bị lại, lên xe và chiến thôi. Ngày hôm nay thì Kẹo có cốt bộ trang phục sơn tinh để tặng cho tất cả mọi người đây. Và đây thì có 3 cái cốt bộ trang phục sơn tinh nhá. Thì các bạn có thể là nhanh tay vào game và anh em nhập cốt trang phục sơn tinh nhá. Rồi nha, ok. Còn nếu như mà anh em nhập không kịp ấy thì các bạn có thể là tạm dừng video lại và anh em vào nhập cốt như bình thường. Ở đây thì 3 cốt dành cho 3 bạn nhanh tay nhất luôn nha anh em ơi. Sở hữu cái bộ trang phục sơn tinh, bình thường thì nó sẽ có giá là 999 kim cương. Ngày hôm nay Kẹo tặng cốt free cho các bạn luôn. Rồi nha, ok. Thì chuẩn bị, let's go nào. Một chiếc xe màu gold xịn sò. Cái này skin xe thì mình đã mua khá là lâu rồi. Và quan trọng là trong video ngày hôm nay là xem như nào đi kiếm kill là chủ yếu thôi. Từ đầu trận đến giờ thì Kẹo có mỗi một kill à. Rất là vui khi ngày hôm nay lên video và được chém gió với tất cả các bạn nhá. Thì có một thông tin muốn thông báo với anh em, đấy là ngày mai thì 11 giờ trưa ấy, thì mình cũng sẽ tiếp tục livestream tặng kim cương cho anh em luôn. Cơ bản là chuẩn bị là ăn mừng 1.800.000 sắp mà lại rồi nhá. Nên là mọi người nhớ đón xem là 11 giờ trưa mai nhá, livestream tặng kim cương cho anh em luôn. Và đây, chuẩn bị, let's go nào anh em. Rồi nha, ok. Tầm này thì trận đấu của chúng ta còn lại có 28 người chơi thôi. Ủa ơi. Đậu xanh. Trong khi nãy giờ thì mình chạy đã một cái quãng đường khá dài vào đây. Ui. Tóc xanh, tóc đỏ à? À đủ. Làm gì ở đây hả em ơi? Đứng lại đi em ơi. Ui, vãi cả trưởng. Phải nói là thằng bé cầm cây shotgun M1887 bắn mình rất là kinh luôn. Nhưng mà không sao, với kinh nghiệm sử dụng AK với lại MP40 lâu năm thì mình hạ gục nó phát một. Rồi nha, ok. Một cây XM8 rất là mạnh luôn. Tầm này thì mình đã có được XM8 quái thú này. Ui, vô số trang bị xịn sò anh em thấy không ạ? Băng đạn đôi cũng như là nòng giảm thanh nữa. Thế này thì địch có ma chúng nó không chết sớm mới lạ luôn. Và đây anh em. Tiếp tục hiển thị trên màn hình đó là cốt bộ trang phục sơn tinh nha. Các bạn vào mục thông báo trong game này, anh em nhập vào nơi nhập Ghost Code và ok, các bạn sẽ được sở hữu cái bộ trang phục sơn tinh miễn phí luôn này. Ở đây mình có 3 cốt dành cho 3 bạn nhanh tay nhất luôn nha. Rồi nha, ok, nếu như mà anh em nhập được cốt thì các bạn đừng quên là comment ngay bên dưới video để cảm ơn Kẹo nha. Rồi là đây, bây giờ sẽ là phần quà dành cho những cái bạn mà anh em chậm tay, anh em không nhận được cốt thì đơn giản thôi. Bây giờ anh em hãy comment cái ID game Free Fire của mình thì Kẹo sẽ tặng kim cương cho 4 bạn may mắn nhất nha anh em ơi. Số lượng kim cương sẽ là ngẫu nhiên nha, ok. Dành cho bạn nào mà nãy giờ gọi là chưa nhập được cái cốt bộ trang phục sơn tinh nào. Đấy, anh em comment ID game và ngày mai thì mình sẽ lựa chọn ra 4 bạn may mắn nhất để Kẹo tặng kim cương cho các bạn nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn này. Rồi nha, ok. Không biết là tầm này thì anh em đã ăn cơm tối chưa nhỉ? Riêng Kẹo thì Kẹo vẫn chưa ăn đâu, khổ lắm anh em. Dạo này thì chăm chỉ làm video để cho anh em xem mà. Nhưng mà vẫn hơi bận xíu nên là bây giờ thì mới lên được video nè. Đấy, và nếu như mà các bạn yêu quý Kẹo thì anh em đừng quên để like, anh em hãy đăng ký kênh. Cũng như là các bạn nhấn nút like, các bạn chia sẻ livestream giúp mình nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn. Ui, khổ quá cơ ông ạ. Đấy, các ông thấy không? Từ nãy đến giờ tôi xài con xe này đây, tôi chạy phải gọi là một cái quãng đường rất là dài rồi. Nhưng mà lại không thấy thanh niên nào nữa cả. Cơ bản thì leo rank đầu mùa ấy, nên là anh em kiểu trốn kỹ vãi luôn. Toàn là mấy thanh niên cao thủ thủ nhà. Thật sự là nhiều khi mình chịu thua luôn đấy. Vâng, anh em thấy không ạ, đây. Nãy giờ tôi chạy lòng vòng luôn. Phải nói là chạy hết cả cái khu này luôn anh em. Vẫn không có một thanh niên nào cả. Chắc là anh em thủ nhà hết rồi đúng không nào? Mặc dù là số lượng người chơi trong trận đấu này vẫn đang còn tận 22 người chơi cơ mà. Ui, ủ ơi, này. Ơ nhưng mà quả bo to vãi trưởng. Thế nên là chắc là chờ thêm thôi anh em ơi. Bo to thế này thì để kiếm người nó cũng khó khăn mà. Rồi nha, ok, Kẹo lượn lờ qua phía này và đậu xanh đào đâu ra người bây giờ. Đấy, khổ lắm.
Chạy mãi thì cũng không thấy ai luôn cơ. Chết thật. Không biết là từ nãy giờ thì đây, rất nhiều anh em là chưa nhập được cái code bộ trang phục sơn tinh đúng không? Cơ bản là hôm nay thì khá là ít code thôi. Nhưng mà không sao, 11 giờ trưa ngày mai nhá, trưa ngày mai ngày 11 tháng 3 nhá, thì kẹo sẽ live stream luôn, kẹo tặng luôn cả kim cương cho các bạn luôn nhá. Nên là anh em yên tâm nhá, mai sẽ lại tiếp tục live stream tặng kim cương. Nên là ui dồi ôi, kim cương thì cơ bản là tri ân các bạn đã dõi theo mình trong một cái quãng thời gian khá là dài. Hơn 2 năm rưỡi mình làm YouTube thì đến bây giờ là đây, gần được 1 triệu 8 sắp rồi, nên là tri ân mọi người. Rồi nha, ok let's go. Mà lại dính ngay vùng đen gờ, khổ lắm cơ. Thế này sao chơi đậu xanh. Ui, tầm này đói quá anh em ạ, không biết là có chơi game nổi không. Anh em thì anh em đang nói hết cả bụng, đang ngồi lấy tay xoa bụng xem video của kẹo đúng không nào. Riêng kẹo thì đói vãi cả trưởng ra. Thế nên là mình sẽ cố gắng hoàn thành video này một cách nhanh nhất để còn ăn uống nữa chứ anh em. Không lại giống bảo là tôi đói quá. Đấy, đói quá mà chơi game không nổi đúng không. Số ok, một đứa ở trên. Mày làm gì ở trên đấy hả em? Đậu xanh. Rất là ngại mấy đứa thủ nhà kiểu này luôn. Thề luôn, nhiều khi là mình tính bảo mấy đứa này là ấy các bạn ơi, các bạn đừng thủ nhà nữa, khổ lắm. Cái này là game sinh tồn mà có phải game thủ nhà đâu. Cậu ông cứ trốn thủ nhà làm tôi sợ. Ui, cái gì đây? Vãi thật. Được, cao thủ. Vãi cả trưởng. Mình không nghĩ đến trường hợp nó sẽ gài cái mìn ở ngay góc nhà ấy. Đậu xanh, ok đây. Kẹo qua phía này. Ui, vãi luôn. Sợ vậy, lại dính mìn này. Ui, ông chơi tôi thế này cơ. Trời ơi, anh em nhìn này. Quả rát nó nát này, cay thật. Rồi nha, ok, và đây sẽ là tiếp tục bộ trang phục sơn tinh kẹo tặng cho anh em nha. Có 3 code nhá, 3 code dành cho 3 anh em nhanh tay nhất luôn nha. Các bạn nhanh tay vào game đấy, anh em có thể là tạm dừng video lại và nhập code, sau đấy thì tiếp tục xem video của kẹo vẫn cứ là ok luôn. Rồi nha, bạn nào nhập được rồi thì nhanh tay comment ngay bên dưới video nhé, để khoe với tất cả mọi người rằng là hôm nay mình nhập được cái code sơn tinh từ sĩ kẹo này mọi người này. Rồi nha, ok mọi người, anh em đã nhập xong code chưa nhỉ? Rồi tạm thời thì mình sẽ tắt cái code đi đã. Ok, và anh em ơi, trong video thì vẫn đang còn code bộ trang phục sơn tinh, thế nên là các bạn hãy đừng rời mắt khỏi video nha. Rồi nha, ok, mình ngồi trên này mình hóng thôi. Ui dồi ôi, cái thằng bên kia nó vẫn đang ngồi gọn ở chỗ nào đấy, khó chơi thế. Câu quả liệu ngu nữa, đậu xanh. Giờ này kiểu như là tôi già rồi đấy anh em ạ. Đấy, tóc trắng bạc phơ. Thôi giỡn với các bạn, các bạn thì mình thích thì mình nhuộm tóc trắng cho nó ngầu. Đấy anh em nhìn cái bộ trang phục lô nhẹ này, tóc nó như nào thì tóc tôi nó như vậy luôn. Rồi nha, ok đây, đậu xanh. Lên xe nào anh em, lên xe và chuẩn bị là đi kiếm thêm kill thôi nhá. Nói chung là mình không chơi với mấy đứa thủ nhà. Như cái thằng mà nó thủ nhà trên này như này thì thôi anh em ấy, tốt nhất là thôi chạy qua chỗ khác chơi. Chứ còn là chơi nhau với mấy bọn này là thật sự là không ổn tí nào luôn. Chúng nó lại vả lật mồm mình thì thôi đúng buồn. Rồi nha, ok, phía này thì có ai không đây? Ui, hình như là có người đúng không nhở? Ui, không có. Thế là cái thính này thì mình, thính của mình rồi. Ui, vãi nồi, hôm nay gặp toàn các dân chơi mìn này. Trời ơi, ông nào chơi thâm thế, gài mìn xung quanh thính. May là mình chạy xe anh em ấy, riêng chạy bộ vào cái góc khuất đấy thì có lẽ là đã xanh mộ từ lúc nào rồi, đã mồi yên mả đẹp lúc nào rồi cơ. Rồi ok, vào đây. Ui, một đứa này, áo tím hả? Ui dồi ôi, áo tím có làm cho anh em lo lắng không? Ui, thằng bé dựng con keo này. Và anh sợ đúng không, sợ đúng không, sợ đúng không? Ui, mình tính móc chân nó nhưng mà hơi khó, không móc được luôn này. Được, hay lắm, được, hay lắm, ok này. Ra đây em ơi, đậu xanh này. Ui, ra đây em. Đùa nhau à? Được rồi. Có giỏi chú ra đây. Hả? Có giỏi ra đây. Đậu xanh này, thằng bất dậy này. Nó dựng bông keo nhiều dã man luôn anh em, làm tôi phải phá bông keo nhá. Này. Ui, cái gì đấy? Thằng nào câu liệu vào đây? Ui, vãi cả trưởng. Ra đây em ơi, nhanh solo này. Hình như là nó tự câu liệu thì phải. Ok em, ra đây. Ui, thằng bé chạy đâu mà nhanh thế nhở? Trời ơi, đâu vậy? Đây hả? Mày xuống đây. Mày xuống đây em ơi. À đủ. Dân chơi hả? Dân chơi xuống đây này. Đậu xanh này trông khó chịu, vãi cả trưởng. Mày xuống đây, mày xuống đây. Vãi cả nổi, lại câu liệu xuống luôn. Trời ơi, khổ lắm. Bạn chơi kiểu gì bạn chơi kinh thế này thì. Ui, để ăn được nó hơi khó anh em ạ. Đấy, các ông thấy chưa, tầm này leo rank đầu mùa toàn mấy đứa thủ nhà, phải nói là rất là căng, rất là gắt luôn. Rồi ok, không sao anh em yên tâm, xe của kẹo thì kẹo vẫn đang còn ở đây. Chắc là mình sẽ comment để canh nó nhở. Ui, hình như là có thêm một thằng nữa phải không? Rồi nha, ok, đứng đây canh nó này.
nó vẫn chưa lòi đầu qua cửa sổ đậu xanh. Thế là chắc lên tầng đi. Lên tầng nào mọi người? May quá nhờ, lên tầng không có mì này. Mày làm sao? Hả? Thế này kia? Đâu rồi? À, thằng bé đang đứng ngay cửa. Đậu xanh. Kêu nó mà gian nan vãi cả trường. Dạ đây em ơi, đúng rồi đấy. Đúng rồi này, ui rồi ôi, tí nữa thì ăn được. Khổ thằng bé, nhanh tay thật. Anh em ơi, thì Kẹo tiếp tục tặng cốt bộ trang phục dân tinh cho anh em đây. Mỗi Ghost Code thì một người sẽ sử dụng được nha anh em. Ghost Code chính thức từ bên Garena đây, là anh em có thể là yên tâm nhá. Úi rồi ôi, cái đầu kìa. Mày này ngu này, ui rồi ôi, nó vẫn né được. Đậu xanh luôn anh em, căng thẳng thật, thằng bé gài cả mì nữa. Thật sự là chơi cái thằng áo tím ấy không hề đơn giản luôn. Ok, anh em đã nhập xong cốt bộ trang phục sơn tinh chưa nhỉ? Đó, và nếu như mà các bạn nhập được thì các bạn đừng quên đấy là hãy comment để cảm ơn Kẹo nhé. Cũng như là anh em nào mà trong video ngày hôm nay anh em chưa nhận được cốt bộ trang phục sơn tinh, ok, món quà thứ hai cho các bạn đấy là anh em hãy comment cái ID game của các bạn ngay bên dưới video này. Ok, ngày mai thì mình sẽ tổng hợp lại 4 bạn để tặng kim cương cho mọi người nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều luôn này. Ui, thằng này thì bo thu lại luôn, căng thế. Số nha anh em thấy không ạ? Bo đang bắt đầu thu lại rất là nhỏ rồi. Riêng Kẹo thì Kẹo không ngán bất cứ thằng nào cả. Ok, với combo XM8 này với lại MP40 cơ khí này. Đây là XM8 thảm họa luôn. Đấy, anh em thấy sợ chưa? Nào, let's go. Ui, à đâu, XM8 quái thú anh em ạ. Kẹo hơi nhầm xíu, đùa. Lâu lâu lù lẫn thôi. À, đuổi nhau cả, vào đây em. Nào, anh kill luôn cả hai đứa bây giờ. Ui, vãi hàng thật, bo thu này. Anh em thấy căng không ạ? Này, anh em nhìn quả bo thu này. Ui, ui nó bắn mình kìa. Giá thế. Này còn đúng 58 máu luôn, căng chưa. Tưởng không căng mà căng không tưởng luôn. Đuổi qua đây luôn hả? Vãi cả trưởng, đuổi qua đây ăn mình này. Xong luôn, xong đời thằng bé luôn. Sờ nha mọi người. Đây, tầm này thì bo đang rất nhỏ thì Kẹo mới có được kill thứ ba. Thế luôn, hôm nay kiểu leo rank đầu mùa gian nan vãi cả trưởng. Ok mọi người, còn 5 người chưa nữa nha. Đây, Kẹo đang cuốn máu rồi. Cuốn máu để full thanh máu luôn nha. Rồi nha, đây chuẩn bị, let's go nha mọi người. Đó, ui rồi ôi, đạn súng chơi ngon quá luôn, ba luôn này. Đấy, tha hồ đạn mà lượm cho X18 rồi là cả bom keo nữa. Ui, một nhà bom keo luôn. Hình như là thằng này nó làm nghề shipper bom keo hay sao ấy, anh em thấy không ạ? Rất nhiều bom keo này, trời ơi nó đã. Rồi nha, ok, hai cây súng của Kẹo hiện tại đều được trang bị cái băng đạn thay đạn nhanh luôn nên là rất là phê này. Rồi nha, ok, cơ hội chiến thắng lúc này là 20%. Và anh em ơi, hóng nào. Đây, sẽ chuẩn bị lạc qua phía này thôi. Còn lại 4 đứa này, cố gắng kill luôn chúng nó nhá. Đâu rồi các bạn, đâu rồi? À, bên này. Bên tay phải nhá. Hôm nay anh cho các chú ra môn ra khoai luôn này. À, anh em thấy chưa? Ngay chỗ bông keo luôn có một đứa nhá. Ui. Này, chạy đi em ơi. Xong luôn. Yes. Quá đã, kill thứ tư dành cho Kẹo đây. Và còn lại 2 thằng nhá. Còn lại 2 thằng trong trận đấu ngày hôm nay. Rồi nhá, bo đang thu lại rất là nhỏ rồi. Phía sau này thì Kẹo vẫn chưa thấy chúng nó đâu. Ui. Anh em lại trốn đâu rồi? À, phía này. Phía này có ngay hai đứa này. Thôi xong, các chú chết với anh nhá. Ra đây em ơi, đậu xanh này. Ra đây em ơi, đây hả? Ủa ơi, gì đấy hả em ơi? Này, xong luôn. Yes, quá đã anh em. Kêu thứ 5 rồi, thằng quần hầu này mới ra đây. À, dựng bom keo. Hình như là thằng bé này tính qua đây là để sơ luôn mình đấy. Đậu xanh này, căng. Ui, nhiều bom keo thật sự luôn. Chơi với mấy thằng quần hồng là hơi bị nguy hiểm nha anh em. Anh em đừng đùa nhá. Chuẩn bị nhá, xấy nát bông keo này. Ui, vẫn đang còn một trái bông keo cơ. Đậu xanh này, vẫn đang còn bức tường bông keo đằng sau này. Ui vãi, thằng bé này nó còn nhiều bông keo hơn cả mình cơ. Ui, càng sợ quá anh em, không sao. Hiện tại thì Kẹo đã sửa giáp mới tinh và đang còn đầy máu rồi nhá. Ra đây em. À, qua đây công luôn này. Nhảy lên tảng đá này, mày làm sao này? Tuổi gì em ơi? Yes, xong vỡ đầu. Ui, bo nha. Chiến thắng vỡ hòa trong cảm xúc luôn mọi người ơi. Rồi nha, tầm này thì Kẹo tạm biệt anh em và hẹn gặp lại anh em vào 11 giờ trưa mai là livestream tặng kim cương vào tài khoản cho các bạn luôn nhé. Bye bye anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo.